Chống đây. Chọc lắm hả? Ừ, lấy cây chọc vô hướng xong. Đảo rộng rộng nha. Hồi nãy chọc cái nó út cái luôn. Đâu nó trời đâu. Ây da. Gì không cốt. Ây da, đi đi đi. Dập tay dập ơi. Ây da. Gì vậy? À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi, thì nguyên cánh đồng lúa chín nha bạn. Thì bữa nay anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng đi trải nghiệm ngoài đồng một ngày nha. Anh em mình sẽ đi săn bắt bằng tay không để kiếm cá, kiếm cua để làm một bữa cơm ngon, mời các bạn thưởng thức nha. Thì anh em mình đã đem gạo thóc và một mớ rau theo để nấu canh nha bạn. Anh em mình trước tiên kiếm mớ cá đi, rồi sẽ kiếm mớ cua nữa nha. Để làm bữa cơm ngon ngon, mời các bạn nha. Tới luôn. Vô cũng lăn đi. Gặp được cái đường nước ruộng này, nói chung thì cũng có cá liêu riêu nha bạn, mà nước khá là nhiều nha. Anh em mình sẽ mò nha bạn. Cá gù bí hơi bị nhiều luôn á fan. Cá gù bí, cá gù non, cá gù hí hí, cá gù tàu. Ôi trời. Tấn công anh em ơi. Anh em mình sẽ mở một cái đợt tấn công lớn trong cái đường nước ruộng này nha bạn. Không thấy con cá gù bí nào hết trơn ta. Mã ục dữ lắm ục mà. Gù non con chả bả. Con này là kho con một cái thiệt. Quá đã không? Lấy miếng mỡ không? Cắt vô thì chứ. Làm bánh bao nhiêu cá rô. Quá xịn luôn. Quá đỉnh luôn. Cá non không à? Cá rô non nha bạn. Cá này mà ăn nó mới mềm mới ngon mà. Quát con tép luôn. Anh em mình đi mà quên theo cái thao cái gỗ nó đẹp gái thiệt chứ. Thấy cái nồi nấu cơm mà đựng cá luôn mới ghê chứ. Thì bởi vậy mới có cua. Trời ơi cá chuối không nậu ơi. Đưa thao cái nồi ra tè. Cái thao nè. Trời ơi trời. Giống bú nữa rồi. Bắt tá hai tay luôn. Đó. Chị ba. Cua hai càng vào á luôn nè. Không tới đâu chưa. Trời ơi trời. Nè. Đụng cùng luôn chưa. Nè. Mà cùng không á. Cùng cùng con khỉ cùng. Thì bởi tao kia mày cùng luôn mới có. Tại hai mới đúng mà đường nào không có con cua con cố. Đó hai mới đúng là mà có cua. Mày phải đi đầu cùng luôn nó mới đụng được cua. Coi cùng dữ lắm rồi đó. Mà, quá cùng luôn rồi đó. Thôi ta bắt con cua ra mày gửi khí đầu nó cái ta. Ừ. Đeo bắt đường cua nè cho khí đầu. Đúng. Tôi tin tưởng mà không có đâu. Có ngày mới đúng nó mới bư ra mà không có thèm. Không dụ mẹ con. Có đâu, không có đâu. Tôi tin tưởng lộn không tin ăn đâu. Mà nghĩ sao cái hàng mới đúng tao mới bư cái hàng cua ra mà nghĩ sao không có. Mày thấy tới cái nách không? Lùng nó hoạt hay yếu lắm. Trời trời. Sắn tao nhẹ chứ hả? Với anh này, cái gì nói vậy anh hai? Ngu. Ôi trời hai ba con luôn. Bắt con này trước nha. Trời ơi trời. Ừ. Đủ. Một con bự nè. Ê, ê đâu rồi? Nè nè cầm cái đi. Đục, còn con nữa. Đục cái đi. Trời bự dữ trời. Ây da, đập cái tay anh nhẹ. Gì trời? Cái mang đập, ây da, em còn bóp nữa. Trời trời, cá này nó nhỏ hơn cá nãy nữa. Bự hơn không? Bự vậy nè. Hai con bầy. Đó là biết bự hơn rồi. Quá xì đen luôn. Nước quá trời nước. Ngày mà rút cái bọng ra được mà ra nước một cái không nhé. Đậm không nó không còn bắt luôn á. Bụng quá, khách nước quá. Con cá này nhỏ. Nhỏ nhí luôn. Quá đỉnh luôn. Nè. Bởi vậy mấy anh em là phải có cái đường kẻ trong cái bao là bắt hết. Nhiều lắm. Ủa? Hai tay bắt còn ngò luôn rồi đó. Chuối hả bự? Chuối nè. Trời ơi. Một nồi rồi đó. Một canh luôn rồi. Ngày mà nước cạn bắt đã lắm. Gấp cá kìa. Có cá gô nhóc chợ gì vậy vô luôn hả ghê vậy đó tự mở nắp tự bỏ vô luôn mày thấy đây nè đó như còn có cho anh thấy hiu quạnh quá vậy chảnh nước nó thấy quá nước chảnh nóng đủ wow
chắc giờ hơi bị nhiều nha. Lên. Vô luôn. Một, hai. Tép lên, lên rồi. Đúng rồi, im không? Một, hai. Hai. Bắt được con đường nước ruộng mà bao nhiêu đây nè. Con lý như vậy. Quá im. Hơn sự cả mong đợi mà. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm những đường nước khác nha bạn, coi có cá không nha, để anh em mình bắt nha bạn. Để cái nồi để là ừ. Ô bị quất gì trời. Ba cái lúa lên nè. Con nó trống. Ném ba lúa lên. Có cây. Trời không? Ném ba lúa lên. Chính rồi, chính rồi. Ném ba lúa. Chuối rồi. Nè, bắt dính, nè. Giữ gì sao mà. Quá luôn. Vô này nó ở đây. Ta hay con. Rồi cho cho nhé. Này. Nó nhỏ vậy đó. Nhỏ nó có bỏ ở đây. Thấy không? Xuống là lụm nè, ven nó nhỏ mà nhỏ. Cá này ăn mới đỉnh nè. Bao ngon. Bao ngon. Mời bạn nha. Một nồi đây con. Ây da. Con. Con sạc hay gì á? Sạc. Đầu này 4 con, tay bắt 4 con. Ê trời ơi, nhẹ chơi luôn. Thôi xuống lầm thiệt chứ. Rồi. Đưa kìa em lục. Đây. Đủ liền tay trời. Bắt gì mới đã. Ủa được mới nha. Lên tới đây hút bằng dạ bạn. Có bạn đồng chồng có lóc mấy bạn luôn kìa. Bỏ xuống, bỏ xuống. Dụng cá chưa lấp cá rồi. Chết mẹ, chui vô cái hang luôn rồi. Trời ơi, trời. Cá lắm rồi, mẹ thôi. Trời, cá lắm cá. Ờ, trời cá nè. Mẹ chui vô hang luôn rồi. Đâu, 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 đâu. Dưới đây nè, mọi người dưới đây nè. Cái lóc dưới đây nè. Mà đắp đây ở đây, để cho nó vô đi. Còn đây các bạn anh em mình đi tới đây cái đường nước ruộng này các bạn. À, coi cá độc mà. À, có cái bài lồng vòng khối đèn nè bạn. Rồi, vô mà con cá lóc nó ụt cái lên trên cái hang luôn rồi nè. À, cá lồng vòng nè. Đẹp gái vậy. Cá lóc chứa dạ luôn. Kìa các bạn thấy cái bài khối đèn của con có lồng vòng không nè. Đó. Nè. Cá lóc nó nhảy một cái ụt một cái vô trong cái hang vô dưới bụi bông trang luôn. Trời ơi. Cá vô lắm nhiều. Vô nhiều lắm. Nè. Cái vô bành bành không? To bắt cái đường này cái dầu to với bá hộ luôn. Đủ luôn, khét nghẹt luôn. Nhớ là đã đắp đắt lại đây nha, đừng cho nó vô đây nha. Ừ. Con này hộp luôn là không có con cá nào luôn. Cá siêu khủng luôn. Ờ, chả nọc đen chân luôn kìa. Lắm nhiều. Chú chuối với lên xịn nhóc lên kìa. Trời. Không có tay sao này như luôn bá ôm. Chọt được. Được không? Tao gạo ra. Bằng tay của dân thấy sư. Ừ. Ngồi ngọn chỗ bắt cái sáng luôn. Trời ơi trời. Lộn vô nhỏ tôi. Vậy là còn một con cá lóc nữa nó mới nhảy lên con không? Còn lại một con nữa. Ngồi đậu ra được không? Cú tè. Quá cá chạy trên đây. Chọt cái ông lùng. Chọt cái đi đậu tiếp. Không? Chịu đụng con nội cái tay nó dướng vô cái mới chết. Không chọt cái đi rồi lấy cái đó đậu tiếp. Ôi, quá. Để tôi nói mình cái lóc chữ tôi nha mình gắt. Nhảy lên nó chịu. Dòng mà đường này không cá. Trọng gì vậy trời. Đào. Đào cái đường cho nó. Lòn lòn dưới này anh hai, lòn dưới không cấu thôi. Ừ. Lòn dưới không cấu á. Lòn lòn. Hai đục lòng này mới đâu có lóc mà chừng thôi. Trời ơi. Lòng ám ám hại nha. Cái gô. Trời ơi trời. Ừ, cá đắng gì vậy? Cá đắng gì vậy? Cá đắng gì vậy? Cá đắng gì vậy?
Làm xong bỏ nó rồi. Đào đi lấy cây chọt đó. Cho ở nhẹ. Nó thọt chân vô luôn hả? Quá trời cá. Quá. Đủ. Trời ơi sâu lắm. Má rồi bùi với trời cái lóc thành ghi luôn trời. Trời ơi, cái con bự nè. Quá trời. Không làm gì chống vậy. Đáng lắm hả? Ừ, lấy cây chọc vô làm sao. Đảo gọng gọng nha. Nó nãy chọc cái nó út cái luôn nè. Không, nó trời đúng không? Ây da. Gì không cốt. Ây da, bị dập cây, dập ơi. Ây da. Cái gì vậy? Cái gì? Tao nụng nụng vô. Tôi đang bắt cá gô khứa già luôn, làm tôi hết hồn, tôi thấy cái mẹ luôn rồi. Tiên khọt khọt vô làm, ây da, ây da, cố. Cái cống này bắt cá gô hoài. Tiếu vô luôn. Vậy là còn một con bắt nữa. Nào quá. Còn cá nhảy hèm vậy. Chọt chưa ống cống đâu, bắt cá gô bự hoài luôn. Bỏ luôn hả? Không thấy. Cái hang khổng lồ xanh luôn mà. Nó muốn vô vô tới đây luôn nè. Nó không cống là khoái chứ hoài. Lùa tư. Nè. Nó phá cái gô, cái đường rồi, nó buồn rồi. Hàng muôn hàng thiên luôn. Bây giờ mình săn bắt con cá lóc không được. Không bỏ được. Lóc bự rồi. Săn bắt và hái lụm đi. Mà không hay trời. Thâu chú sâu lần tôi đưa tới cái mũi luôn á. Thấy không? Thấy chưa? Hay lắm. Bắt chút mà chạy ha. Chỗ ta. Ừ. Chị ra nó không ra luôn trời. Đổ nước vô nào. Trời ơi, cá đổ nước vô. Thấy chuột cũng bằng. Bắt luôn. Đủ. Mới xem gà không ra trời. Nhét bỏ bự vậy nè. Trời ơi. Đẹp. Bỏ lại á. Cho tạm cố gắng đi. Đúng cái đầu. Ừ. Hốt tét, hốt tét. Ô kìa. Đồ bự nhẹ à. Ây. Tức thì trời, cái lóc mất tức thì chứ. Nó trội ra mà. Trội ra, trội vô lại. Đâu. Bật quá rồi. Tôi dính cá lóc. Người đám đuối vậy. Ủa, bắt cá đi tôi bắt cá lóc cái tôi bắt cá lóc được rồi nè. Tôi bảo trọng nó không chịu ra sao. Thèm nha. Uống không biết trời. Trời ơi, họ thái vô cũng lụm bà. Ây da. Lụm. Con say vậy trời. Bự rồi nha. Bự ở đâu mà bự. Vừa. Bởi vì có một cặp đó gõ rồi để thì sao nè. Để lấy cái gì, lấy cái gì xỏ cái miệng lại đi rồi bỏ vô. Để kiếm gì đựng cho. Vô là học xuống là lụm. Rồi tép lên né anh em ơi. Lụm tép anh em ơi. Nói mà.
Ôi trời, có luôn nhảy. Ừ, phép nè. Hai tôi bắt cá bắt tép đi. Cua luôn nè. Nó quậy cho ông cục xịn rồi đó. Tép ba ba má nó làm hai hồ rồi phẩm. Rồi. Bắt mớ tép hồi nó vào cạnh cho nó ngọt nước luôn coi. Tép nhóc kìa. Cùng nó bắt cái con mày đi. Cái mày đâu bắt? Đóng hết trơn nãy giờ. Không bắt được con nữa nhóc. Rồi rồi. Ông bởi vì không tin tưởng tài năng của tôi dân. Tép có đưa lên đâu? Nè, tép nè. Giờ đi lên tép rồi. Lụm tép nè. Đi dọc đây tép. Vô. Ngon cơm ngọt canh. Dao kìa. Nè, nó chung cái hang này một đống tép nè. Ôi ôi ôi, bực dạ luôn rồi. Nè nè. Tép lên nhóc rồi nãy anh hai em quậy nãy giờ mà. Bây giờ có phi nữa đó. Con cá gu động khứa già đang cầm tay tụt luôn trời. Ây da. À, trời. Cá gu động khứa già mới tụt luôn trời. Ừ, chắc tụt đâu á. Đâu có già vậy. Tình cờ gặp lại nhau nữa hả? Hình như lâu lắm. Nè, tép lên nè. Thôi, thì không ra này anh hai. Ừ, thì một đống cho nó đó. Bởi vậy nãy kêu lấy cái chảo. Thôi. Hốt chọn một nắm tép. Bớt vô nó không hén. Trời ơi, cái chỗ cứ dạ mới tụt tao. Nữa hả? Lăn lăn ra đây quậy chạy. Bắt không được. Nắm tép bự luôn. Đấy, kính chưa? Chám đất luôn. Cái đá lóc nó mới đúng đúng bài. Mình quậy lên cho nó tép lên, bắt tép. Đóng tép thần kỳ. Được gỡ nè. Cá mình đủ dư rồi. Chú Sơn Ca. Ok. Tép nó giờ một chén rồi đó ông nội. Trời trời kết quả nuôi con á. Chút xíu nữa nó vô ra đụng á nó chỗ tôi lại. Ơi diễn hoài. Tao láo cái đừng xe cán liền. Cán cái bọc cái gì? Cán tao. Được chưa? Lạp mà nó dọn đâu ra hả? Thiệt. Vậy bích chỗ cứng nó đi. Trời ơi. Đây còn con cái gì này là lớn nhau không vậy? Gì? Cái gì? Tụi tắt nước ra cho nó dịch xuống, bắt tép đi. Ok, đang bắt tép. Rồi, bỏ vô. Đây, đây là thành quả của anh em mình bắt cá từ trưa tới giờ nha bạn. Cá lóc có, cá gô đồng bự có, cá gô đồng nhỏ có, tép có các bạn, nói chung là trúng mánh rồi. Quá anh em bắt tay không mà được nhiêu đây là quá quá đã nha bạn. Xong rồi. Ngon. Sống lại rồi. Bắt cái chân ngoại chân đại chảo luôn rồi. Đây bữa nay mình sẽ làm hai món bạn. Khi đi anh em mình có đem theo là bù ngót với cái mướp nha. Thì cá bự anh em mình sẽ nấu canh bù ngót với mướp. Còn cá nhỏ anh em mình sẽ kho cù tiêu nha. Để nấu bữa cơm ngon ngon mời các bạn nha. Và bây giờ các bạn chờ anh em mình mần cá và nấu cơm để mời tất cả bạn thưởng thức với mấy anh em mình nha. Thì anh em mình bắt cá từ trưa giờ thì cũng được một mớ khá đậm nha bạn. Thì anh em mình cũng đã mần xong nha. Đây là cái mớ cá, hồi nữa mình sẽ nấu canh với mớp với bù ngót nha bạn. Còn cái chảo cá này thì mình sẽ kho khô nha. Tép thì mình sẽ nấu canh thôi bạn. Đó, quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ ốp nha. Bác không đừng cái lá nhớ tép nhiều lắm mà nãy rửa gạo hết trơn. Không ăn, không ăn mà tép nhảy. Tép nhảy mất rồi. Nước màu như đây ra chợ lấy được cái thịt bự rồi đó cố ngon luôn, một ngọt ơi
đâu có cái gì giống gì. Đã có bổng của anh em mình đâu rồi? Mùi. Wow. Mình đi, tôi đêm. Sẽ... Dầu chắc chắn mày không nhiễm đường. Nhiều với anh hai. Năm ít thôi. Năm nào nhiễm này nhỉ? Năm. Đây, nước mắm. À, gạo cá gù bí này không ngon đâu. Trời trời nóng. Gù bí gù bự gù rất là bí luôn. Đây, mỡ nha bạn, mỡ heo nha. Wow. Con cá này nhức nách đại sư nữa nè. Quá đã. Ôi ơi, đem cái kia luôn đâm luôn. Còn cá nước sôi nha bạn, nước sôi bây giờ mình sẽ cho cá vô mình nấu canh nha. Đây cá gù đồng con chà bá cá lóc nha bạn. Cho vô đây nấu canh luôn. Trời ơi, không có miếng cá nữa hả? Quá xa cá ơi. Quá xa đã thiệt chứ. Nhiều hôm nữa rồi. Kiếm luôn không? Hả? Kiếm luôn không? Kiếm nồi canh luôn chứ. Nóng quá. Đây miếng đường nha bạn. Đây. Ngọt. Ngọt. Xí xùi, xí xù. Chục muối. Nêm. Miếng thịt nêm. Không. Rồi ok. Bữa cơm hôm nay là bá đạo với anh các bạn. Bắt cái chả này lên luôn nha. Bắt lên luôn. Rồi, lên luôn đi. Từng trọng nha. Đây cá nấu canh của mình nó đã gần chín nha bạn. Giờ mình sẽ cho tép vô luôn nha. Đấy. Đã cá ngọt mà thêm tép mà hứ gì chịu nổi bạn. Quá tuyệt diệu. Thêm cháo cái kho cái đi thôi nhé. Quá quyết, quá quyết. Đây mình cho mớp vô luôn nha bạn. Mớp này mớp mớp nhà chồng nha. Mớp chứ phải là mớp. Mớp mớp mớp. Mồi canh quá đỉnh luôn rồi. Đây cái mớp mình nó đã nguội nguội xuống các bạn. Đây là bộ ngót nha. Mình vô luôn nha bạn. Cái này là thôi tới công chuyện rồi. Không, bà cháy. Chào bà cá này nó cháy luôn dữ lắm rồi nhau fan. Bắt bùng khói lửa luôn. Nồi canh này mới mới tuyệt vời nè. Cá với tép với mớp với bùn ngót này nó ngọt thì thôi, húp không còn giọt nước luôn nha bạn. Có nhiều rau. Có nhiều rau là bỏ vô hết nha fan. Hết luôn chứ đâu có bỏ uổng được. Cơm này bén lắm rồi. Quá đã luôn. Quá đã, quá đã. Đói dữ lắm đói rồi. Quá tuyệt diệu. Thôi. Nè bẹp nó vô. Thật ra quý diệu. Ông lấy tay ông nhắn nó xuống. Nhắn cái tay ta nguội luôn quá. Rồi, không thể nào bỏ được một lá bùn ngót nào. Thơm ngon tới lá cuối cùng. Hết luôn. Bẹt ra luôn, bẹt ra luôn. Nhúng nào. Quá đã luôn. Bẹt gòn luôn. Xỉu xỉu xỉu. Bên thì canh ngon, bên thì cá hôm bánh nha. Bánh sẽ ác luôn. Rồi các bạn thấy cái ngon luôn. Rồi. Ừ, rồi cái gù đồng con nào nó ngon ngon đây, không? Thấy cảnh này. Tép thì mình mông nữa. Quá đã. À, cho hành xuống. Hành quá tuyệt, quá tuyệt luôn. Đây bây giờ mình sẽ cho hành lá vô cái mình lên miếng tiêu nữa là nhắc cái nồi canh này xuống là lên đình nha bạn. Quá tuyệt, quá tuyệt. Đây cho hành vô luôn nha. Quý diệu. Anh em mình sử dụng tiêu xoa nha các bạn. Đây. Tiêu xoa. Giờ mình sẽ gắt tiêu vô nha bạn. Ngon lành xuống luôn. Tiêu là đâm ngon hơn xay với phèn. Thơm hơn. Ờ để nhìn như đi. Đây cái chảo cá của mình nó đã quẹo lại rất là ngon rồi nha bạn. Ồ quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ cho lên một mớ tiêu nữa nha. Đó mình luôn rồi. Bạc ngát. Bạc ngát thật nồng. Rồi ngon lành nha bạn. Có tiêu khô khô. Có tiêu khô khô, khô béo, khô quẹo, khô. Nếu mà có tiêu thì tôi đảo khô khô thì tôi đẩy luôn chở khô luôn. Mà được rồi vậy thôi mình chan nè ngon. Rồi bây giờ anh em mình sẽ nhắc xuống để anh em mình bế cơm cúng ông bà đất đai nha bạn. Rồi sẽ mời tất cả bạn thưởng thức với anh em mình nha. Nói chung là không gian này đối với anh em mình rất là bình dị nha bạn. Bình bình bồng. Bình thủy. Bình đĩa. Bình áp. Bình bình. Thôi mời tất cả bạn cùng dùng cơm với mấy anh em mình bữa cơm ngoài ruộng nha bạn. Thì nguyên cái khu này là bà con nông dân người ta cắt lúa hết trơn nha bạn. Rất là đẹp nha. Anh em mình bắt cá xong chiều ra làm bữa cơm là thượng sách nha bạn.
thì đây là cái nồi canh mớp với cá bồ ngót dưới cá không nha bạn, đầy cá luôn á, tép nữa nha. Đây bây giờ mình sẽ tới đũa gà gấp này, một nè mấy cái này nữa, gấp cá ra đi, trứng không mà thấy không, quá ngon không. Anh em mình đi bắt một tua một cái là ăn mệt nghỉ luôn trời. Gấp nhiều đi, bây giờ không ăn nữa. Giữ lắm nhiều cá nha bạn. Đó. Cá nấu canh, cái gô đồng nấu canh thì thứ gì chịu nổi, nó ngọt, nó thơm, nó béo. Ừ. Ngon làm sao? Quá đã, quá đã. Quá đã đi chứ hả? Đó. Nhiều lắm nha bạn, tại vì nó còn nằm ở dưới dưới đáy đại dương dưới đây nhiều lắm nè, tại mình bư lên cái này. Nè, không có gì hết trơn. Dễ gì không có em. Đó, giờ mới có nè. Đó. 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 Gấp nè. Rồi, ăn rồi, mặt sức mang chưa hết nữa chứ đường nào mà hết nổi, còn thêm tép nữa. Rồi, ngon lành. Thôi mời tất cả các bạn cùng nâng chén lên để dùng bữa cơm đạm bạc với huynh đệ mình nha bạn. Chúng ta em ăn Dũng trước kìa. Chúng ta em ăn Dũng trước kìa. Đâu. Nó bụi luôn trời, mà nó bụi luôn trời. Không ngờ mày ăn mà nó bụi luôn trời. Ghê thiệt á. Tôi không biết luôn á. Thôi mời tất cả các bạn nha. Trước tiên là mình sẽ trang miếng nước canh nha bạn. Ủa. Không mua ve rồi. Yeah. Come on. Vô. Vô anh em ơi. Dứt liền. Thôi mời tất cả các bạn làm bậy chén cơm đạm bạc với anh em mình nha. Vô. Dứt. Rồi ống chân canh mình bên đây mình gần mình dứt cá kho liền nha các bạn. Siêu ngon luôn. Đó. Gấp rau ăn nha các bạn. Ừ, ngon. Vô mời các bạn ơi. Quá đã. Cá rô con này mới xuống nè. Mời các bạn bam cá rô nha. Quá. Wow. Đây. Ủa bụng quá, ngược đũa luôn chảy nha. Cá rô nấu canh này chấm nước mắm ớt trong nha. Xuống. Mời các bạn nha. Ngon lành. Béo. Lụm liền. Quá đã. Ngon quá. Mời các bạn cá rô đồng nấu canh bù ngót nha các bạn. Quá ngon. Thiệt không. Các bạn miếng nồng bụng. Ngon nghỉ luôn cho còn gì ngại nữa. Ăn cái lá bù ngót không mà ngọt thì chưa húp canh nha. Trời ơi, hãy đi đó. Có mướp nữa. Tép nữa chị. Cá rô gốc nha chị. Ngon. Làm mẻm cá rô luôn các bạn ơi. Mời các bạn nha. Cá rô đồng có khác không em? Quá béo. Quá bạn ơi. Quá ngọt. Quá thơm. Quá xuất sắc. Quá đã. Từ giờ không bắt được cái lóc bự nãy hơi uổng chút. Cái hàng diễn sâu nhẹ mà các bạn miếng mớp nha. Trời ơi. Sao không bày lồng gồng nữa, nó bậy lên cái hàng luôn, đọc thiệt chứ. Cái lóc nó bắt không được mà cái lóc té luôn. Thôi tôi ăn miếng bột ngót chứ miếng mớp cái nó ngọt quá tôi chịu không nổi, cầm không đặn luôn, không phải chen thôi. Mấy bạn nha. Trời trời không biết nó coi nó cảm giác như thế nào. Quá ngon. Trời trời trời. À, ngon quá, quá đã. Hên hên ngồi đám cỏ gơm. Thôi ngồi chiếu qua. Mình làm cho con cá. Mời các bạn nha các bạn. Mình cái canh em còn nhiều nha. Chấm mắm ớt các bạn. Trời, nào con có cháu cá rồi hả? Quá đã không? Đây mời bạn con cá nấu canh. Có chấm mỡ vô cái gì đâu là hết bài luôn. Đây nè, này nè. Có mỡ heo rồi. Này ớt nè. Làm bạn miếng ớt. Bữa cơm dân giả này là quá ngon, đạm bạc luôn. Dỗng cái mắt luôn. Được. Dân ở đâu? Con mẹ mẹ. Mà làm gì trời? Mà gọi đánh giống lãng liền mới được. Mình ăn mình động tao. Ở xuống. Quá, wow, cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Còn. Càng vô canh càng ngon các bạn ơi. Canh không làm thiệt. Thêm cái tép một cái giữa gà ngọt, chắc ngọt cái đồ ngọt không. Xuống nha. Xuống nha. Mời các bạn nha. Tôm. Wow. Cá canh mạnh đi. Xuống. Còn nhiều lắm. Tao biết. Gụm mớp liền các bạn nha. Trời ơi. Dư phẩm chưa hay. Dư phẩm chưa có hiện. Cho mình bắt các bạn. Không. Để thôi tao hấp canh. Ăn này dẹt quá. Các bạn con cá rô nha. Bình thường. Quá trời ngon bạn ơi. Béo mà ngọt. Quá đã. Dữ lắm cá nè em ơi. Anh ăn tốc độ trứng nè. Trứng siêu khủng khiếp luôn nè. Gấp ra. Coi nè. Trời ơi, cá gì gắt trứng vậy?
trứng nhẹp tay hả? À. Ông xì lẻ luôn đi. Ô xì lẻ gì trời? Quýnh đi, quýnh đi. Tao ghét ăn cá trứng xì lẻ lắm. Ông trứng bổ trứng gì đâu nó. Nè, ghét cái này mới ngon nè. Chổng nhiều lắm. Đó, cá gù non kho sạch sạch nha bạn. Mời bạn chén thứ hai nha. Wow. Quá đã. Viên cá này phải ăn cá gù càng nhỏ ngon các bạn. Quá tuyệt. Con luôn. Quá mềm. Về miền Tây mới hát cánh này, mới có ăn những cái món ăn ngon vậy ha. Mà thêm không gian cho mình mong quá nữa. Muốn đi. Muốn không? Xúc ngon. Đậy luôn. Muốn vậy được chưa? Muốn cá. Muốn gì đi vậy? Ok. Muốn cá nữa. Rồi, muốn cá, muốn cá trời. Làm con tôm khô tàu nha bạn. Trời trời. Vô mạnh các bạn nha bạn. Con cảm giác ngoài đồng ra là làm đồ ăn cái ngồi đồng mát ăn ngon. Quá nhiều bạn ơi. Đó. Cảm giác ấy tự nhiên trở về. Quá tuyệt đỉnh của Vu. Lắp lại ném. Còn các bạn miếng đồ bỏ ra. Kẹp miếng lắp ra. Rồi trời nó xuống. Anh Nguyên cá rô nè. Làm bạn cá rô nữa thôi. Vô mời các bạn nha các bạn. Đổi trứng không? Đúng rồi, coi ông trứng mà. Wow. Quá chí vậy không? Nhất cái nết Tí Quyền. Giống mà giống bị cao xin xuống vậy. Tí Quyền nhập ơi. Ồ, cá ngon quá. Làm bạn muốn nha bạn. Quá tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Chuyển khâu. Đừng lại lại. Vui các bạn. Không biết mày sao không đẩy lại kìa. Đâu cho đẩy được. Sao mà đẩy được. Không ngồi bới tới tát luôn á. Ok. Anh em ăn hết nậu luôn, quá nậu luôn. Nó ngon vậy mà đẩy lại uổng như trời. Tao cá ngon. Mới biết được chưa? Cà phê gì mà nè. Cà phê. Những cái đồng trứng đó nè các bạn. Mời các bạn nha các bạn. Nói tiếng tôi giác cho ông muỗng cá cho ông kìa. Tao cũng làm muỗng rồi. Cho ông muỗng cá đây, bây giờ không ăn cá đó kìa. Để đi. Nghe ông muỗng ăn. Ông ơi, không ăn. Cái gì? Bắt từ từ ra không mà. Ôi, bụng ra. Muốn mà bụng ra. Tao múc muỗng cá thành muỗng hết cái trại đẹp với hả? Nó, tao gấp từ từ người ta ăn nè. Quá nhiều quá. Chiên mới nè. Ok, ok. Tự nhiên tao ra, tao gấp vô muỗng cá, tao gấp vô hành muỗng hết, trại thèm với hả? Trời, dưới đây tép quá trời các bạn ơi. Nhiều không? Trời trời. Tinh tí là thôi, nồi canh này bao nhiêu vô hết trơn luôn. Thật quy diệu. Đó, gấp vậy mình phải ăn húp nha. Tại vì mình đã để thấy được mục tiêu. Đó là cái đùi cá đó mà. Mời cả các bạn nha. Ừ, còn cái đầu không gấp luôn đi ông Trạm. Ông nói trận. Ta có khó rồi. Cái ăn cái gô, khô gô rồi. Thêm nước mắm đồng nữa thì ngon. Đúng. Khi mà chấm nước mắm đồng, hứa gì chịu nổi không anh? Đúng. Làm bậy ăn đũa buồn ngót lên. Quá lạ. Nó mà ăn qua đây cá chưa xong qua mình chuyển qua đây mà ăn cá rô. Đồ đã chưa ăn cá kho mà đâu biết ngon thế nào đâu. Có đồ ăn không có rồi. Trời trời. Mềm. Con cứu luôn. Nguyên táo luôn. Bỏ hầm là tan luôn. Ngay chua nó ngon mà kéo dài. Nước khác luôn. Khi mà hồi nó vô mình xỉu gần cái chảo canh một cái chắc té gàng luôn. Bắt được ha. Ngon xỉu luôn. Vô trời ơi, trời tôi cái đuôi vừa hấp gì mà làm đi, lụng đạm hết con cái trứng. Mượn coi trứng coi lại. Vô nè. Tao nữa hả? Ừ. Trời ơi. Không có đuôi chưa xong nữa nè. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Đúng rồi. Chén mình toàn là cá với 1 tỷ con cá mà nha các bạn. Không. Quá trời luôn. Mà con cá rô non, cá đồng. Bữa nay anh em mình kho bằng nước mắm đồng mà ngon thiệt trời. Ừ. Đúng không? Cảm ơn mắm chi nhiều. Mắm chồng nó chấm là xuống mắm đồng rồi. Nó thơm mùi nhẹ lắm. Ông lụm này cũng đầm có lý ta. Tìm lắm. Cái mỡ còn có lý hơn nữa. Thôi nhờ có ổng mới có quần áo mới mặc nha các bạn ơi. Thì hả? Thôi giờ mình làm cái tấn này luôn nha. Quá ngon. Trời trời. Làm ở đây mà trong đây nó còn nè. Wow. Béo. Béo quá mày ơi. Trứng cái gô thì màu vàng rồi sao trứng cái lóc màu đỏ ta? À chôm qua nè. Nồi. Quất nè. Dữ lóc dữ à.
bạn nha các bạn. Cá này chứ, cá nguyên trứng mà nó béo mà đã giờ cắn thịt nó ngon rồi ghé luôn. Càng có trứng nhiều càng thịt nó còn nhiều khó nói. Đúng, đuôi nó mớp được. Đuôi nó bù ngót rồi. Vô miếng tép lại bạn nha. Vô miếng đầu hành liền. Giống như ba dù vậy. Các bạn có lóc anh em. Còn lóc nữa hả? Còn cá không? Múc ra đây thôi. Tùm tùm đây hả? Trời ơi, bạc gà mà. Không có được. Minh mông. Quá khá nhiều. Làm bánh cá rô nữa thôi. Cá lóc. Cá lóc. Ta nói đánh trong chơi mà. Đánh lãng, đánh lãng. Mời các bạn nha các bạn. Đánh trong lãng. Chứ anh em mình chữa quá cá nãy giờ mình nấu cả anh em không mình nói được lời phải không? Cá cũng no nữa, làm cá cũng no luôn. Quá đã. Còn không cho sơn giá nữa các bạn. Ngon quá. Ngon luôn trời. Bao mới. Rồi, còn ngầu cái gì á, còn nửa chém lại. Rồi đúng rồi đó, thì mới ngon đó. Cái đâu? Mình sẽ dùng cái chén này mình sẽ ăn cá rô non khô khô nha bạn. Quá ngon luôn. Đây mời các bạn nha. Quá tuyệt vời. Nếu như mà ngày nào cũng có được bữa cơm không đồng này ăn thôi quá đã. Cái này là bữa cơm ngoài đồng. Anh em mình nãy giờ quăng ngoài đồng mới có bữa cơm không đồng vậy á. Làm bậy nước canh này. Với dài con tép gông này. Mời bạn hấp canh nha. Ngon ngon. Quá đã. Không biết mùi ngót nữa. Càng ăn rau mà càng thích thì vậy. Mời bạn nha. Bây giờ anh em phải làm những cái clip này để dành cho cỡ 90 năm sau bạn. Là không còn những bữa cơm ăn giải vậy đâu. Ông sống 90 năm nữa hả? Không thấy được không anh? Thì sống được, nhiều sống chứ biết đâu được. Lúc đó ông thêm 90 năm nữa mà hỏi, ủa thằng Lùng, ủa thằng này là nào? Dạ nữa. Đúng rồi. Thằng Tèn này, ơi, thằng này không vững. Tao không biết tao là ai nhưng mà... Không. Mời các bạn nghe các bạn. Nếu như 90 năm nữa là ngoài không còn những bữa cơm dân giả này đâu. Được không? Chúng ta ra là ông sống 90 năm nữa là ông vô kỷ lục quy nát luôn rồi đó. Chứ ông tuổi nếu 90 năm nữa tao mới trăm mấy nhiều trời. Trời ơi, ở tiểu vậy. Bây giờ ông đi cái trăm tuổi rồi. Trăm tuổi hả? Vậy thì chính tao 109 nhiều. Mượn. Nó làm quá giặt kinh dị gì ở nhẹ hả? Tại vậy anh em mình ăn những bữa cơm không đồng như vậy hả? Đâu quá chắc gì đâu mà độc hại. Sống đâu không? Phải không? Các bạn đi sớm nữa. Ngon quá thì sớm. Đi sớm luôn hả? Đi anh đã không? Cành đã rồi. Quá tuyệt vời. Đâu mà các bạn nha bạn. Quá sướng. Không nói lên lời luôn. Quá ngon nha bạn. Thì hôm nay anh em mình cùng dẫn tất cả các bạn ra đọc để trải nghiệm bắt cá, để làm bữa cơm đạm bạc nha bạn. Thì bây giờ trời cũng đã nhá nhem sắp tối rồi nha. Anh em mình xin phép sẽ khép lại clip tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip này có gì đó vui vẻ và đầy thú vị nha bạn. Nếu tất cả bạn thích clip này thì các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ giúp em mình. Và điều quan trọng các bạn hãy bấm đăng ký kênh nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.